Xin chào quý vị và anh chị. Nếu để tìm ra được cái mẫu xe sang có doanh số bán ra rất tốt mà lại đảm bảo những cái tiêu chí là bền lành và tiết kiệm nhiên liệu thì GLC 200 luôn luôn là một trong những cái xe phải được nhắc tới. Hôm nay xin được giới thiệu với quý anh chị chiếc xe GLC 200 sản xuất năm 2018, mang ngoại thất màu trắng và nội thất màu nâu. Odo hiện tại là 7,4 vạn km. Một chiếc xe được bảo dưỡng đầy đủ với tổng thể nội và ngoại thất còn cực kỳ mới anh chị nhé. Và một điểm đặc biệt trên chiếc xe này là đã được nâng cấp rất nhiều đồ chơi. Với những chiếc GLC 200 thì anh chị đã biết rồi, nó chỉ đem lại những option vừa đủ dùng thôi. Thế nhưng gia chủ cũ đã cá tính hóa, đã chủ động lên rất nhiều đồ chơi. Đầu tiên đó là màn hình vô cùng sắc nét, tích hợp camera 360. Đây là một tính năng thực sự hữu ích trong những chiếc xe đời mới bây giờ. Anh chị có thể thấy đây, màn hình vô cùng là to bản và sắc nét nhé. Tích hợp camera 360. Trên phiên bản này sẽ được nâng cấp thêm đó là hệ thống loa boom xay cột A, loa boom và cửa gió tô bin. Đây là những cái option, những cái tính năng nâng cấp rất là hay trên chiếc xe này. Phải nói tới đó là cái form dáng chiếc xe thì thực sự là đây không phải tự nhiên mà lại là mẫu xe được bán chạy nhất của Mercedes-Benz đâu. Vì thực sự form dáng nó trường tồn theo thời gian và cực kỳ bền bỉ và tiết kiệm nhiên liệu. Anh chị nào đã sử dụng những chiếc GLC rồi thì có thể comment vào cái bài viết của em, vào cái video của em để xem là những gì em nói có chính xác không. Vì với cái động cơ i4 mang cái mã hiệu là 274 này, nó đem lại cái khả năng tăng tốc rất tốt, nhưng cái khả năng tiết kiệm nhiên liệu còn thực sự ấn tượng hơn, với chỉ khoảng 7 đến 7,5 lít trên 100 km đường tổng hợp thôi. Thực sự đây là một con số mà rất rất nhiều những cái mẫu xe phải ao ước. Phiên bản này của em cũng đã có camera 360 thì em đã nói rồi, và các cảm biến va chạm xung quanh xe là điều không thể thiếu. Bộ mâm được đánh giá rất là đẹp anh chị nhá. Đó. Và toàn bộ dàn lốp thì thực sự là còn mới tinh, gia chủ cũ mới thay năm 2023 luôn. Thực sự là anh chị về mua về chỉ sẵn đi thôi. Đó, cốp chiếc xe này cũng được đánh giá là rất rộng rãi và là một người gia chủ thực sự là giữ gì. Chiếc xe này là của bà chị khách quen của em anh chị nhá. Đó, bà chị ở tỉnh Nam Định, biển 18. Bà chị có để lại cho em chiếc xe này để nâng cấp lên chiếc GLE 450. Hàng ghế thứ hai chiếc xe này cũng được đánh giá là rất rộng rãi. Đây, anh chị có thể nhìn thấy đây. Đây là tổng thể chi tiết những da còn rất rất mới anh chị nhá. Nói là 7,4 vạn thôi nhưng mà để mà chiếc xe này thì thực sự là gần như không có người ngồi. Đó, hàng ghế thứ hai có loa boom meter đằng sau luôn. Hai cửa gió tô bin đằng sau. Đó, rất là rộng rãi ở cái phân khúc GLC rồi. Tiếp đến là ghế lái. Ghế lái cũng còn rất mới anh chị nhá. Tuy là ngồi nhiều nhất nhưng còn rất mới. Đây, tổng thể anh chị thấy đây. Vô lăng này. Đó. Rất rất nhiều những chi tiết được bọc da ốp gỗ, nó thể hiện sự cao cấp trên chiếc xe này rồi. Trên phiên bản này cũng sẽ được hỗ trợ những cái tính năng liên quan lái, đó là 5 chế độ lái này, ọp ABS này, ọp các cảm biến va chạm này, và điều hòa auto và đèn auto, đó là những tính năng không thể thiếu rồi. Đây là nhờ ghế 3 vị trí, đó là những tính năng cơ bản trên những chiếc GLC 300, GLC 200 rồi. Đó, với cái khuôn tài chính chỉ khoảng hơn 900 triệu đồng thôi và ngân hàng đang hỗ trợ lên tới 70% giá trị xe. Chỉ với cái khuôn tài chính đâu đó chưa tới 300 triệu, anh chị đã có thể làm trả góp cho chiếc xe này rồi. Còn nếu anh chị trả thẳng chỉ với khuôn tài chính hơn 900 triệu, một chiếc GLC 200 sản xuất năm 2018 thì đây xứng đáng là một sự lựa chọn tuyệt vời. Giữa những cái khuôn tài chính này thì anh chị cũng chỉ lựa chọn được những cái mẫu Santa Fe lướt hay là những chiếc Fortuner lướt thôi. Thực sự là không phải lướt mà là cũ, cũng chỉ quãng độ khoảng 18-19 thôi. Thế nhưng đây có thể coi là một sự lựa chọn tuyệt vời ở cái phân khúc crossover cỡ nhỏ hạng sang. Anh chị quan tâm đến cái mẫu xe này, liên hệ trực tiếp với em hoặc qua địa chỉ là Auto 19, lô 2 Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy, Hà Nội để được lái thử và trải nghiệm chiếc xe. Một lần nữa cảm ơn quý vị anh chị đã lắng nghe video của em. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.